À, quý vị thân mến và liên tục chương trình, anh Kiệt xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng quay trở lại với những làn điệu mượt mà của những câu vọng cổ. À, và xin quý vị chúng ta cùng chào đón tiếng hát của một nam nghệ sĩ cũng đã đoạt được chuông vàng năm 2017 với một giọng hát thật là ngọt ngào và cao vút. Một tràng pháo tay để chào đón ra sân khấu tiếng hát của chuông vàng vọng cổ 2017, nam nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Nguyễn Văn Khởi xin gửi lời chào đến toàn thể quý bà con, cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lời chào thân thương và kính trọng nhất ạ. Dạ, và để liên tục, Văn Khởi xin gửi đến toàn thể bà con, cô bác một bài ca cổ hết sức quen thuộc của tác giả Võ Đông Điền được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Xin mời tất cả cùng thưởng thức. Quân hành dai súng nặng mang đi gìn giữ quê hương đường ruộng xóm làng. Nắng trưa hè gai gắt giọt mồ hôi, đêm biên thùy sương rơi lạnh giá. Rừng núi biên cương chuyện mình xanh thắm, bình minh lớn lấp lánh chân trời. Diêm liễu lo như cất tiếng chào mời, cành lá rung rinh sương rơi ướt đầm, ngọn gió đùa làm nhỏ giọt sương. Non nước mình đẹp lắm con ơi, vì độc lập tự do đất trời ta canh giờ. Lời mẹ ru xưa như núi sông vàng tiếng gọi mẹ hãy yên lòng con dần hành quân. Còn nghe tiếng nói của mẹ hiền, niềm tin con quyết giữ gìn. Dù biên thùy hay nơi đau xa, lời mẹ ru theo bước con hành quân. Bốn phương trời chúng con tung cánh bay, cho nước non hạ câu bình yên. Con sẽ trở về trong đoàn quân chiến thắng. Mẹ Việt Nam ơi xin mẹ hãy yên lòng, còn quân giặc cướp xâm lăng chung con thề quyết giữ gìn biên cương. Cho yên lòng mẹ hậu phương tình vui từ khắp chiến trường nở hoa. Dạ, xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả bà con cô bác đã dành cho Nguyễn Văn Khởi. Dạ, và để liên tục thì Văn Khởi cũng xin được gửi đến tất cả quý bà con một đúp trích đoạn cũng rất nổi tiếng của song giả Yên Lan. Trích đoạn được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan. Và trích đoạn này Nguyễn Văn Khởi sẽ cùng song ca cùng với Chuông Bạc Vọng Cổ năm 2018. Nữ nghệ sĩ Võ Ngọc Quyên. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Võ Ngọc Quyên xin gửi lời chào đến quý cô chú anh chị, lời chào kính trọng nhất. Dạ, cho chàng pháo tay lớn lớn lấy tinh thần đó quý vị. Thật là vui và hạnh phúc khi còn rất là cô chú anh chị rất là đông
còn ngồi ở đây để nghe nghệ sĩ chúng con hát. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì Võ Ngọc Quyền cùng với Nguyễn Văn Khởi xin mến gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô chú anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Bảo Xuyên Sơn Ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội muốn mời Sơn Ca chúng tông biệt. Nhưng ta không uống rượu của người Mông Cổ. Nhưng đây là rượu của Hồ Muội. Bảo Xuyên Sơn Ca. Sơn ơi, nếu kiếp này mình không nên duyên, đâu biết phải ngày mai phải chia xa, thì tha xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Vào đường yêu thì đâu tan vỡ vết mơ đầu. Bảo Xuyên ơi, định mệnh phú phàng ngàn trái, xuôi chúng ta đổi ngã đổi đường. Chốc lát nữa ở đây chúng mình ngăn cách, rượu đăng trình tống biết một lần thôi. Men sầu tê rồi cũng đành xa cách, cạn chung rượu này rồi vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi Hồ Muội, người con gái tôi yêu, và hãy tuốt kiếm đi hỡi Bảo Xuyên quần chúa. Sơn Ca nâng chén nghe lòng đau. Rượu ôi tôi buồn lệ trao, rượu càng chung giá tư, men đắng nào dương sâu, chén chia tan giá tư. Nào giá tư, rượu mềm môi cay đắng, cất tiếng lòng nhớ
sao mắt lệ đầm đìa. Sáng ơi sao trời xanh ai ta không cùng chung giới tuyến, cho hận thù ngăn lối tình yêu. Tại sao em lại là một trang gió tương mà không phải là một cô gái tầm thường vớt mong mơ, để cùng ai ngắm trăng lên nhìn lá rụng sống bên nhau cho đến trọn đời. Bảo Sư, Sư ca, sầu mà chôn lấp niềm đau khi phải cúi đầu tuân theo màn số. Không, em không thể chống lại quy quyền của phụ hoàng, em phải về thọ tội trước triều ca. Anh có trở lại Giang Nam cuối mùa thu lặng xin hãy mang theo hình ảnh của đêm này. Một hồng bập bùng chai giờ, một ngôi chùa quang phế cô liêu, kỷ niệm vui cùng chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi mãi đến sau này. Dính biệt Sư ca. Dạ hết. Dạ hết rồi đó. Hết dạ. Tuần. Dạ. Dạ. Nửa tuần rồi đó. Dạ. Dạ, dạ xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, và để liên tục chương trình thì Võ Ngọc Quyền xin mến gửi đến quý bà con bộ lớp trích đoạn nữa được mang tên Người tình trên chiến trận. Chị sẽ cùng thưởng thức ạ. Cụ Thạch Xuyên, ngày trước tôi đâu nghĩ rằng tôi sẽ khổ. Nào ngờ buộc bả lắm phải không? Phải, và bây giờ tôi đã khóc. Từng giọt buồn nào rơi trên chốn cao, sầu theo gió mưa văng văng khắp trời. Lòng nghe thương thương nhớ nhớ xa vời, mai mốt chia xa ôi vàng hướng đời. Đường về người không hiểu được chữ tình.
người xa lạ. Đừng dòi cánh tôi vì tôi là người mong cô đơn thù ghét tôi cho thêm lắm tội tình. Nợ ta dây ta phải trả, tôi chưa đòi xong dội trả cho tôi. A các tiên kiều, A các tiên kiều ơi, ta sợ rồi đây ta sẽ không trả nổi rồi, nó sẽ nói tiếp quan thiên mà cao trời chức chồng. Nhưng ít ra máu của tôi và ông đã chảy chung dòng, thì không lẽ ông chỉ xem tôi như người xa lạ và không chút tình gì với kẻ đã yêu ông. Nếu mai này đất nước có bình yên, nàng về với quê hương với cát vàng sa mạc, ta sẽ nhớ mãi một người em gái nhỏ đã dân trọn tim yêu khi trăng chiếc chưa tàn. Dạ hết. Dạ xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ và một lần nữa xin chúc quý vị có một đêm văn nghệ thật là vui và hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn giọng hát của Chuông Bạc Vọng Cổ năm 2018, nữ nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền.